dạy mày thái độ đấy. Mày gửi ai? Hả? Mày gửi ai Jim? Mày gửi ai? Mày gửi lại tao xem. Mày gửi lại tao xem. Mày gửi lại tao xem. Mày gửi ai? Jim. Mày gửi ai? Mày gửi gì nó? Jim. Mày thái độ gì đấy? Jim. Mày ngồi yên. Jim. Ngồi yên. Ngồi mặt lên. Ngồi mặt. Con gửi ai? Ngửa mặt. Con gửi ai? Con vừa gửi ai? Tại sao gửi chị? Chị bế lên trên chân nằm, tại sao gửi? Dên. Mày học đâu tính mất dạy đấy? Thôi mẹ đừng mắng con nữa mà. Mày học đâu? Ai dạy mày tính mất dạy? Dên. Đi ra xin lỗi chị. Đi ra. Ra xin lỗi chị. Rồi. Mày sao không được gư nữa nhá. Thấy chưa? Mất dậy. Mày mà gư nó nhá, tao vả mày chết nhá. Rồi. Nhố nhăng. Chiều thì chiều, tùy từng cái nhá. Không phải là cái gì chiều nhá. Mày sao không được gư nữa. Nằm ở ngoài đó chị nó bế vào chăn nằm cho ấm làm sao mà gừ nó. Bố láo ăn cắp. Lần này mẹ tha nhá. Lần sau mà tiếp tục mà gừ chị nhá, mày chết ở tao nhá. Gì nhá.